Xin chào. Bây giờ là 12 giờ 10 phút đêm anh em nhé. 12 giờ 10 phút đêm. Mình không hiểu sao nhưng mà hình như càng đêm mình càng nghĩ ra nhiều thứ. Và mình có một chiếc túi máy ảnh mới rất hay. Mình không thể đợi đến sáng để làm review được. Vậy là đêm rồi mình sẽ đi làm review anh em nhé. Bắt đầu thôi và đi review anh em nhé. Cái gì đấy? Bữa đi review ba lô không? Đi không? Các bạn không muốn đi làm cho ở nhà ngủ thôi. Đi thôi. Nhà ngoan nhé, không phá nhé, bơi nhé. Đi thôi. Rồi, đã ra đến bên ngoài rồi và chú ba lô đây. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây, anh em cũng đã thấy mình sắp đồ vào đây ở nhà rồi. Đây là chiếc ba lô PGY Tech One Go. Trước đây thì mình đã làm cái review của chiếc PGY Tech One Mo rồi. Mình nghĩ là cái đời 2 hay là một cái cải tiến của ba lô cũng không được tốt cho lắm đâu. Nhưng mà mình hơi bất ngờ với cái ba lô đấy. Mình cùng xem nó có cái gì nhá. Mình cần tìm một chỗ để đặt cái máy xuống để có thể nói chuyện với anh em về chiếc ba lô này. Đây rồi, cổng kia ATM. Ok, chỗ này có vẻ đẹp đấy. Thì đây, đầu tiên chúng ta sẽ nói về vẻ bề ngoài chiếc ba lô này nhé. Trông nó khá là nhỏ so với những chiếc ba lô mình đã từng sử dụng. Ngay ở phía bên ngoài em sẽ thấy là nó được làm bằng một chất liệu khá là quen thuộc. Anh em nghe thử nhé. Chất liệu này chắc là anh em cũng không còn lạ gì nữa rồi. Nó hơi kiểu nhựa nhựa, hơi cao su một tí. Và nó sẽ giúp cho anh em chống nước khi đi trời mưa. Với cái ba lô này mình nghĩ là nếu anh em đi trời mưa kiểu lâm dâm nhỏ nhỏ các thứ thì cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên khi đi trời mưa to thì anh em phải để ý có một vấn đề, đó chính là dù là xung quanh cái ba lô này đều được làm bằng chất liệu và chống nước, nhưng cái khóa của ba lô này nó cũng được che kín ở đây. Tuy nhiên ba lô này nó lại không được chống nước 100% anh em ạ. Tại vì ở trong cái phần túi đựng chai nước bên này này, nó vẫn sẽ có một phần vải ở phía dưới này. Mình có xem review của vài YouTuber ấy thì các anh ý đi mưa bình thường không sao, nhưng mà mưa to quá nước nó bắt đầu chảy ở trong cái túi này và nó sẽ thấm qua lớp vải này, thấm vào bên trong ba lô. Vậy anh em hãy nhớ nhá, đi mưa bình thường không sao nhưng mà đi trời mưa to thì hãy nhớ là chuẩn bị áo mưa cho chiếc ba lô này nhé. Rồi còn từ phía bên ngoài thì cách sử dụng của nó khá là đơn giản. Khi nào mở ra thì kéo cái tab ở phía dưới này, kéo, mở, đóng, khá là ok đúng không? Ngoài cái phần mở trên này ra thì chiếc ba lô này có thể mở ở đây, trong anh em xem đồ ở bên này hoặc bên này. Anh em có thể xem đồ ở đây. Trước đây mình khá không thích những ba lô mà nó mở từ hai bên ra. Tuy nhiên đến bây giờ với chiếc ba lô này, anh em có thể mở ở đây nhé. Và anh em có thể kéo cái khóa ở đây, kéo cái khóa bên này nữa. Thế là nó cho anh em mở toang hoác cả ra đây anh em ạ. Và anh em có thể đặt xuống, sắp xếp đồ anh em hết vào trong này. Sau đấy kéo cái khóa này vào, thế là xong. Rồi, rất hợp cảnh, thưa quý vị và các bạn. Trời mưa mà ướt mất rồi. Mình nghĩ là cái chất liệu này nó sẽ chống chịu thời tiết và chống chịu được kiểu việc xước, xếp các thứ khá là ok. Cái chất liệu chống nước này thì nó có cả xung quanh ba lô và thậm chí là ở trên cả cái quai nữa. À, nhân tiện nói cái quai thì cái quai này là một trong những quai ba lô mới ảnh gọi là thoải mái nhất mình đã từng được dùng. Các bạn có thể sờ ở đây, các bạn sẽ cảm thấy ở bên trong nó là một cái lớp kiểu như là cao su mềm. Ngoài cái đấy ra ấy, thì ở phần sau ba lô nó có một cái chỗ này kiểu như là để khi anh em đeo lên lưng thì nó sẽ kiểu tạo thành cái rãnh ở giữa lưng anh em và nó có gió rồi thông khí cái thứ thổi qua. Và cái việc mà có cái air fiber ở đằng sau này nó sẽ giải quyết được vấn đề đấy một chút. Ngoài ra thì anh em cũng có thể gọi là xuyên tay qua cái phần air fiber này đấy. Xuyên qua đây để mỗi lúc anh em đi du lịch anh em có thể nhét cái này vào trong cái gọi là cái gì nhỉ? Kéo vali gọi là cái gì nhỉ? Không không, cái mà bấm xuống không kéo lên ấy. Anh em có thể đút xuyên này vào cái tay kéo của vali, cái tay mà kiểu anh bấm vào phát anh em kéo lên ý. Ngoài ra ở trên ba lô nó cũng rất là ok khi ở xung quanh ba lô đều có gọi là quai cầm anh em ạ. Ví dụ như là quai cầm ở đây, quai cầm ở bên này, quai cầm ở trên này khá là thoải mái. Chỉ có duy nhất ở bên dưới không có quai cầm thôi. Rồi tạm thời là thế, còn gì nữa thì mình sẽ nói tiếp sau nhé. 2 hours later.
Rồi, vậy là anh em vừa được xem phía bên ngoài ba lô rồi đấy. Bây giờ mình sẽ chỉ kỹ hơn cho anh em là cái ba lô này hay ở đâu và tóm lại là chi tiết hơn của ba lô này anh em nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên ở phía bên này anh em có thể nhìn thấy mình có một cái tripod ở đây. Tripod dùng để vlog anh em ạ. Còn phía bên còn lại mình không có gì hết. Rồi, chúng ta sẽ đi thẳng vào ngăn ở giữa, ngăn quan trọng nhất mà từ nãy giờ chưa cho anh em xem. Với cái ngăn này thì chúng ta sẽ cần Hello. Rồi, quay lại với cái ngăn này mở ra rất dễ. Kéo cái khóa này. Kéo cái khóa này là banh thẳng ở đây rồi anh em ạ. Rồi, ở phía bên trong này mình có filter, mic. Ở dưới cái mic thì mình có một chiếc len 1635F2.8GM. Chiếc len mình dùng để vlog. Bên cạnh này, một combo mới A7C và chiếc Sigma 2870F2.8 sẽ review sớm cho anh em thôi. Tiếp theo, phía dưới của bộ máy ảnh thì mình sẽ có một bộ drone, một chiếc điều khiển, một chiếc Mavic 2 Pro. Ngoài cái đống gear mình có ở đây thì cũng có một vài ngăn nhỏ nữa. Ví dụ như là ngăn ở phía bên này, anh em có thể thấy ở đây sạc MacBook, dây sạc MacBook. Rồi, đó là xong phần chính ở trong này của ba lô. Còn đến phần cái nắp này anh em nhé. Ở trong cái nắp này mình sẽ có một ngăn ở đây là mình đựng hát MacBook. Ở phía trên này nữa, cái ngăn trên này nó cũng là một ngăn để kiểu mình mở nhanh, mình cất đồ nhanh ấy. Trong này mình toàn những cái đồ nhỏ thôi, ví dụ như là cáp len, túi thẻ nhớ. Ở cái túi thẻ nhớ này thì nó có một cái khóa ở đây, nó không phải là cái khóa mà nó là một cái móc. Cái móc này bình thường mọi người sẽ dùng để móc kiểu như là chìa khóa nhà các thứ ấy, là mình sẽ dùng móc thẻ nhớ tại vì ra ngoài đường không thể không có thẻ nhớ được anh em ạ. Rồi, thế là bộ máy ảnh của mình đã ra ngoài hết. Về mình sẽ chỉ cho anh em cái ngăn. Mỗi ngăn ở dưới này có khá là nhiều cái ở cái vách chia như này này. Để anh em có thể đựng drone ở bên này, pin ở giữa và sau đấy là điều khiển ở phía cuối cùng này. Tiếp theo, một cái ngăn chia dạng origami. Anh em có thể bẻ cái phần này xuống, gấp nó vào đây để thành chia thành hai ngăn, một trên, một dưới. Tiếp theo là đến cái ngăn chia chính ở trong ba lô này. Anh em có thể tháo ngăn chia này ra. Với cái ngăn chia này thì anh em có thể nhìn thấy ở đây là nó chỉ có một miếng dán ở đây thôi. Còn cái phần ở phía ngoài này nó có cái chốt để anh em có thể cắm vào cái phần màu đen và cái lỗ ở bên này. Mình không hiểu bên trong cái thanh này là thanh sắt hay thanh nhựa gì nữa nhưng mà nó khá là chắc chắn anh em ạ. Khi mà anh em lắp vào ấy thì cái miếng này nó rất là khó di chuyển. Một điểm cải tiến rất nhiều đến từ PGY Tech. Tháo nốt cái ngăn trên này ra. Đó, thế là chúng ta có thể ngửa hẳn cái ba lô ra rồi. Ngăn thứ hai. Đó. Rồi, đây là phía bên trong của cái ba lô. Thì ở bên trong này vẫn còn một vài ngăn nữa khá là hay anh em nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái ngăn ở dưới này trước đi. Rồi, ở phía ngăn dưới này của mình sẽ có đống ngăn khác. Em có thể nhìn thấy ở đây là nó có chia ra ba cái ngăn. Một cái ngăn to nhất này ở trong này mình sẽ có cáp lens. Ngoài ra ở hai ngăn nhỏ này anh em cũng có thể đựng thêm đồ. Sang đến ngăn tiếp theo. Ở đây mình thấy đây là một sáng kiến khá là hay ở PGY Tech. Ở đây anh em sẽ nhìn thấy có ba cái đồng xu màu xanh. Thì ở trong ba cái ngăn ở đây mình đựng ba viên pin của mình. 1, 2 và 3. Với ba viên pin này vì đều là ba viên pin mình đã sạc rồi, sạc đầy rồi thì sẽ có ba đồng xu ở đây là màu xanh. Nếu khi nào anh em dùng hết một viên pin và anh em đút ở trong này ấy, thì anh em có thể lật đồng xu lại. Một mặt đỏ, một mặt xanh. Mặt đỏ là mặt hết, xong anh em có thể để ở lên đây. Cái đồng xu này bằng sắt và trong này nó có miếng nam châm nhỏ, vậy cái đồng xu sẽ dính chặt vào đây. Ngoài cái việc dùng để đánh dấu pin ra thì anh em cũng phải dùng đồng xu này để vặn được cái plate ở chân máy anh em ạ. Anh em có thể cắm vào đây và vặn như thế này. Một sáng kiến khá là hay của PGY Tech đúng không? Tuy nhiên anh em nào mà hay là mất đồ hay quên như mình thì hãy để ý nhá, để vào đấy. Thế là xong, đóng cái ngăn này lại. Ở ngoài nó cũng có thêm một vài cái vòng nữa, hoặc là có cái ngăn ở đây để anh em có thể để một cái bút. Đó, thế là đằng trước rồi, chúng ta quay ra đằng sau thôi anh em. Ở đằng sau là có gì à? Thì chúng ta sẽ có ngăn laptop anh em ạ. Ngăn laptop thì nó nằm ngay ở phía trên này, cũng được bảo vệ bởi cái khóa chống nước. Mở ra thì chúng ta sẽ có laptop ở phía bên trong này. Trước đây với những cái ba lô cũ thì anh em sẽ phải kiểu chọc tay vào rồi kéo được laptop ra đúng không? Nhưng ở cái ba lô này thì ở đây nó có cái táp, em có thể cầm vào cái táp này kéo nó lên. Thế là chúng ta lấy chiếc laptop của chúng ta rồi. Đây là chiếc MacBook Pro 16 inch của mình. Tiếp theo nữa, ở phía trong này bình thường cái ngăn ở bên này sẽ là ngăn để anh em để ví dụ như là iPad các thứ gì đấy. Với cái ngăn này họ có sẵn một cái chỗ ở đây để anh em có thể nhét cái bút vào trong này. Tuy nhiên mình không còn iPad nữa, thế là mình dùng ngăn này để mình đựng Kindle của mình. Đấy, anh em nào hay dùng kiểu như là cả laptop và cả máy tính bảng đều có thể đựng ở trong ngăn phía sau này. Đó, thế là xong. Không còn gì ở đâu anh em ạ. Và đấy, đây là tất cả những món đồ mà mình có ở trong ba lô của mình. Chiếc ba lô này là chiếc ba lô 18 lít, nghe số thì hơi bé. Tuy nhiên 18 lít này mình thấy nó đựng khá là đầy đủ. Đối với mình chắc chắn mình sẽ không đem chiếc ba lô này đi rừng, núi, đèo, suối gì hết. Tại vì kiểu thường như đi chỗ đấy mình mang rất là nhiều đồ. Nhưng anh em nào mà chỉ kiểu như là đi du lịch bình thường thôi, mang ít đồ thôi, thậm chí là mang đồ như mình đi hàng ngày này, thì đây cũng sẽ là lựa chọn khá là ok đấy anh em ạ. À, và mình nói anh em mãi từ đầu video đến giờ thôi. Chiếc ba lô này nó có khá nhiều màu, cả những màu dành cho các chị em nữa. Mình nghĩ với cái size nhỏ như này, chị em nào đang tìm một cái ba lô mà nhỏ, nhẹ, đẹp để mang đi hàng ngày, đựng máy ảnh các thứ đi làm chẳng hạn, thì đây cũng sẽ là một lựa chọn khá là hay. Và rồi, đến đây bạn nào thích mua cho mình một chiếc PGY Tech One Go này thì hãy nhớ chúng ta có thể mua chiếc ba lô này ở VJ Camera. Anh em nào ngại đi đến thì có ngay link mua ở phía dưới. VJ đang phân phối cho ba lô này với một cái giá khá là ok. Và vậy thôi, video đây là hết rồi. Trước khi tắt cái tab YouTube đi, em hãy nhớ chúng ta có nút like, nút share và subscribe ở dưới nữa. Bây giờ thì
Bye bye.